Hôm nay em mẹ con mình đi đi ra biển nè, ra biển Phú Yên nha cả nhà. Đi. À, đại kem nhà mình cũng đi kìa. Đi con, đi đi đi. Đi. Vào vậy. Đi nè, đi kem nè. Kem. À, giờ biển buổi sáng, biển buổi sáng này cho nha. 5 giờ sáng. À, 5 giờ ai? Mọi người đi tắm biển đâu mà. Biển. Kiếm sợ. Ai cái này nè. Tao đứng nhìn khác chưa mẹ? Phải tươi nước biển nào. Nó nhẹ nè, nó tươi nước biển nào. Coi ống cái, coi ống cái. Kem xuống luôn kìa, kem xuống luôn kìa. Kem ơi. Kem. Nghỉ chơi à?
buổi sáng biển bình minh lên nè nha cả nhà. Chưa nào em. Anh này ở trong tâm thành phố quen rồi, về nhà hầu giờ chưa thấy cát, thấy cát đào quá trời luôn. Buổi sáng ở đây hay tập đánh bóng chuyền lắm nha nhà. Ủa cái gì mà nguyên một đường dài không vậy? Giờ nắng nó lên nè. Ủa hay là mới đào không mẹ? Giờ mình mấy con ghê Kem ơi. Nó đi tắm nước xong rồi mà nó mà đi vô cát cái là cái chân của nó ghê. Ở cả nhà mẹ con tính đi biển mà gặp cái gai mà mọi người thường hay bàn than đây nè. Đó, nó có trái của nó nè cả nhà. Đó, tí nữa cả nhà ăn nó được 3 bốn trái luôn nè, 4 trái, 5 trái luôn, 6 trái luôn. Mấy cả nhà ơi, mình hái được 5 quả, 7 quả mà hái được 5 quả, còn 2 quả chưa hái được nha. Mình đợi đây tí mình giờ mình hái cho cả nhà mình coi nha. Giờ mình đi tắm đây. Đi Kem ơi, đây giờ này 5 giờ chiều rồi. Cá hả? Ui ghê. Đâu? Đi biển, đi xuống bắt cá. Con cầm này. Bắt cầm này cả nhà. Đó. Rồi, đâu rồi? Chạy rồi. Chạy xuống heo nè. Đó, chết rồi, đè chết rồi. Đè chết rồi. Mẹ bắt cái này cá. Đâu, cá đâu? Đó, giật đi. Đó kia một bay kia. Đó một bay đó, bước đi. Đó. Thích ra ngoài biển tắm cho nó nắng. Bắt đi. Bự thì bắt đi, cái miệng lại cái gì trời. Ôi ơi, như lần đầu tiên mới thấy cá. Đó, nó ra, nó bò lên kìa. Đó, đỡ cái vợt xuống. Con chụp luôn. Trời, thằng Kem đứng đây.
Ôi trời ơi, nó ngoại nước đục rồi. Ôi mấy đứa con tôm đi đi. Chạy quá. Mẹ nó đem nó vô kìa. Mẹ cái tôm gì đâu. Mình mãi à. Chưa. Trời ơi, người mới khô luôn á. Đỡ cho nó bay, bay, bay. Bỏ xuống. Ơ, đừng. Nó lạ nè, nó lạ. Trời ơi, sóng hôm vô nè, ập tới nè. Thằng này thằng kia chỉ có là tay thôi đó. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Cái mặt nó, mặt nó đó nè. Lạnh à hả? Lạnh à đúng không? Lạnh chưa? Rung rồi. Rồi, tí nữa nè. Đây à? Đây, đây. Còn mấy ghế em qua bảo luôn. Rồi 10.000 nhân cái tay qua lại cái chân. Vô. Còn mấy tờ một bán liền mà lên đi bảo ơi. Nhân cái tay qua lại cái chân là đúng tay xong lẹ đó. Ông ngồi đi. Một quên bỏ tờ nữa là xong. Rồi qua bên kia bán.
Trời ơi kẹt chưa. Chết. Rồi. Vô bà. Kỷ niệm. 52. Rồi 52 vô lấy. Con về vô lấy một phần. Trời ơi kéo giật mặt. Rồi xong. Con kia bánh bèo hả. Bắt đầu.